giao thông An Phú có tổng mức đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng, được kỳ vọng giảm ùn tắc giao lộ giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với các tuyến đường khác, vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào danh mục dự án quan trọng cần hỗ trợ bố trí vốn từ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Phương án thiết kế xây dựng nút giao An Phú có 3 tầng gồm hầm chui 2 chiều kết nối đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với đường Mai Chí Thọ theo hướng đi về hầm vượt sông Sài Gòn và ngược lại, kết hợp hầm chui theo hướng từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào đường Lương Định Của. Tiếp đó, xây cầu vượt theo hướng từ đường Lương Định Của vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cầu vượt theo hướng từ ngã ba Cát Lái Mai Chí Thọ đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ngoài ra, xây dựng tuyến nhanh kết nối một làn xe ô tô giữa chiều đi và về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại vị trí chui dưới cầu Mương Kênh, đồng thời xây dựng cầu Bà Giạt phù hợp với mặt cắt hoàn chỉnh các nhánh trong nút giao. Nút giao thông An Phú có lượng xe cộ lưu thông đông đúc. Đây là điểm giao thoa của ba hướng giao thông vô cùng quan trọng, bao gồm đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây kết nối về miền Đông, miền Trung và miền Bắc, đường Mai Chí Thọ kết nối về miền Tây và đường ra vào cảng biển hàng đầu của cả nước như Cát Lái, Sài Gòn, Bến Nghé, Tân Thuận. Tại khu vực này, tình trạng kẹt xe đặng nhất luôn diễn ra trên đường Mai Chí Thọ hướng quận Thủ Đức đi hầm sông Sài Gòn. Tổng mức đầu tư dự án là 5.104 tỷ đồng, xây dựng trong giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối từ ngân sách trung ương cho dự án là 3.281 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách thành phố. Tại nút giao An Phú, lượng xe qua khu vực này rất lớn, nhưng tới nay vẫn chưa có cầu vượt hoặc hầm chui khiến thường xuyên xảy ra ùn tắc. Vị trí này là nơi tập trung nhiều khu dân cư sinh sống đông đúc, cộng thêm lượng phương tiện giao thông từ khắp nơi đổ về phía trung tâm thành phố. Chính vì thế, nút giao An Phú trở thành vị trí nan giải về giao thông. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú được thực hiện sớm sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông tại đầu tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đặc biệt là khi sân bay Long Thành được xây dựng và đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây gia tăng. Đồng thời, dự án góp phần hoàn thiện kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai đầu tư như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây giai đoạn 2, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo.